Chào mừng các em quay lại với tiết mỹ thuật lớp 2. Hôm nay chúng ta học tiếp chủ đề 3, Đại dương mênh mông. Bài 16, Đại dương trong mắt em. Bài này chúng ta sẽ học trong 3 tiết nhé. Ở bài hôm nay chúng ta sẽ có 5 mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất là tạo được sản phẩm mỹ thuật về sự sống dưới đại dương theo hình thức thủ công, vẽ, xé và cắt dán. Mục tiêu thứ hai là giúp học sinh nhận ra được vẻ đẹp của các con vật dưới đại dương, yêu thiên nhiên và có ý thức giữ gìn môi trường sạch đẹp của biển cả. Mục tiêu thứ ba là sử dụng các kiến thức đã học, ứng dụng vào thực tế. Mục tiêu thứ tư là bước đầu hình thành một số tư duy về sản phẩm thủ công 3D, về chấm, nét, hình mảng, màu trong mỹ thuật. Mục tiêu thứ năm là bồi dưỡng tình yêu thương giữa con người và các con vật sống dưới đại dương mênh mông. Để bài học được tốt hơn, các em sẽ chuẩn bị sách giáo khoa mỹ thuật lớp 2, màu, chì, gôm, giấy màu, keo dán, kéo cắt, hồ, vân vân. Cô mời các em quan sát một số hình ảnh các con vật và nói cho cô xem. Theo em, hình nào là hình các con vật sống dưới đại dương? Cô nghĩ các em sẽ nhận ra liền hình ảnh có những con cá là những hình ảnh của những con vật sống dưới đại dương. Còn hình ảnh con đàn công nè, con công đang bay lượn nè, rồi hình ảnh con beo đang nằm nghỉ nè, hình ảnh hai mẹ con nhà voi là những hình ảnh những con vật sống ở trong rừng. Con vật em thích thì có hình dáng, màu sắc, họa tiết như thế nào? Bước vào hoạt động một trải nghiệm. Theo các em, ngoài những con vật trên, em còn biết những con vật nào sống dưới đại dương? Ngoài những con vật cô vừa cho các em xem, thì các em còn biết những con vật nào sống dưới đại dương? Dưới đại dương có rất là nhiều sinh vật sống, như con sứa nè, con cá ngựa nè, con rùa biển nè, con ốc nè, con cá mập nè, con cá voi, vân vân. Tất cả chúng là những con vật sống dưới đại dương. Những con vật sống dưới đại dương thì có nhiều hình dạng, nhiều màu sắc và nhiều đặc điểm bên ngoài khác nhau. Nhưng chúng đều có đặc điểm chung là sống ở dưới nước. Và chúng cũng cần có môi trường sống trong lành để tạo ra nguồn thức ăn và tạo ra môi trường sống để con phát triển và sinh sôi. Giữa con người và con vật luôn luôn phải có sự lệ thuộc lẫn nhau thì mới có thể cùng tồn tại và phát triển lâu dài. Nếu những con vật này bị tuyệt chủng, thì con người chúng ta cũng sẽ dần dần bị tuyệt chủng theo. Nên các em sẽ là người góp phần bảo vệ môi trường biển nhé. Chúng ta hãy xem thêm một số những con vật ở dưới biển. Những con vật này với nhiều màu sắc, nhiều hình thù khác nhau. Như vậy thì các em đã biết
đã hiểu về những cái con vật sống ở dưới nước có hình dạng và màu sắc như thế nào rồi. Em đã biết, đã hiểu về những con vật sống dưới đại dương. Vậy em sẽ chọn con vật nào để sống dưới nước để vẽ? Và hình con vật được vẽ ở vị trí nào trên trang giấy? To hay là nhỏ? Con vật đó có hình dáng, màu sắc như thế nào? Có thể vẽ con vật bằng chấm, nét gì? Ngoài hình con vật, còn có hình ảnh gì để bức tranh thêm sinh động? Dù cho em chọn con vật nào ở dưới nước, thì con vật đó cũng sẽ vẽ to trên trang giấy. Về hình dáng và màu sắc, thì em có thể là vẽ hình dáng theo em muốn và màu sắc theo em thích. Không nhất thiết phải giữ nguyên màu sắc như con vật mà chúng ta thường hay thấy. Và lưu ý, em hãy sử dụng các loại nét đa dạng, xen kẽ nhau để hình con vật thêm sinh động. Vẽ thêm các hình rong, rêu, sóng nước, bong bóng nước, vân vân, cho phần bài vẽ thêm sinh động. Bước vào hoạt động 2, kỹ năng sáng tạo. Ở phần kỹ năng sáng tạo thì chúng ta sẽ có hai cách vẽ. Cách vẽ thứ nhất là cách vẽ bình thường mà chúng ta thường hay vẽ. Thì ở cách vẽ này chúng ta sẽ có 3 bước. Bước 1 là nhớ lại hình dáng, đặc điểm của con vật dưới đại dương mà em thích. Bước 2, em sẽ vẽ các nét cơ bản của con vật mà em yêu thích bằng bút chì trước. Bước 3, vẽ con vật dưới đại dương mà em thích bằng các nét chấm, màu, rồi tô màu cho đẹp. Nếu biết cách kết hợp với hình, chấm, nét, màu, có thể diễn tả được đặc điểm và hình dáng của một số loại vật ở dưới nước. Và đây là những hình minh họa cho cách vẽ vừa rồi. Cách vẽ vừa rồi là chúng ta nhìn lại đặc điểm của con vật ở dưới đại dương mà em thích. Thì nhìn vô đây chúng ta đã thấy có con sứa nè, con bạch tuộc nè, con cá nè, con cá nhiều màu, con cua rất là dễ thương. Và sử dụng những cái hình như là nét, mảng, màu để vẽ. Chúng ta thấy là những cái con vật này sử dụng những cái nét mảng màu thì những con vật rất là dễ thương và rất là đẹp so với thực của chúng. Sau khi vẽ xong và tô màu xong, em hãy cắt những cái con vật mà em đã vẽ xong ra. Và theo các bạn, mình có thể sử dụng những cái con vật này để làm gì? Con cua, con cá, có thể là cắt con bạch tuộc, có thể là cắt con cá ngựa để chúng ta lấy ra để tạo thành một bức tranh khác. Bước vào cách vẽ 2 thì từ những cái bức hình đã có sẵn thì các em có thể sắp xếp và tạo thành một bức tranh 3D. Và đây là cách dán tranh 3D. Bước 1, chúng ta sẽ tập hợp những cái con vật chúng ta đã cắt rời ở trong cái tranh chúng ta vừa vẽ xong. Bước 2, dán tạo sản phẩm mỹ thuật về sức sống, về sự sống dưới đại dương theo ý thích của em. Có nghĩa là em có thể dán con bạch tuộc ở lên hướng này, con cá xuống dưới, con cá ngựa lên trên, tùy theo ý thích của từng người. Bước 3,
Ở bước này các em có thể sưu tầm thêm những cái sinh vật sống dưới đại dương và dán vào sản phẩm mỹ thuật của mình. Ví dụ chúng ta xem trong tờ báo có những cái con cá hay là những con rùa vân vân, và chúng ta có thể cắt ra và dán chung vô cái bài mỹ thuật của mình để tạo thành một bức tranh 3D. Và đây là những hình minh họa cho cách vẽ vừa mới xong, cách vẽ thứ hai. Bước 1, chúng ta sẽ vẽ màu nền, tạo nước và sóng biển. Ở đây các bạn có thể lấy một tờ giấy thủ công màu xanh và chúng ta vo nhẹ trong tay thì cũng có thể tạo nước và sóng biển như thiệt. Bước 2, chúng ta sẽ sắp xếp và dán hình các con vật trên nền vừa tạo ra. Ở phần này chúng ta sắp xếp con vật của mình như thế nào là tùy theo ý của mình nhé. Sau khi hoàn thành xong bước 1, bước 2 thì chúng ta sẽ qua bước 3, vẽ, cắt và dán thêm hình trang trí để bức tranh được sinh động hơn. Ở đây chúng ta có thể là vẽ thêm những cái hình tròn làm sơn, làm bong bóng nước, rồi cắt thêm những cái vải hoặc là những cái giấy báo làm rong rêu vân vân. Bây giờ các em hãy qua hoạt động 3 thực hành. Ở phần thực hành, em hãy vẽ con vật dưới đại dương mà em thích, sau đó tạo sản phẩm 3D dưới đại dương. Và đây là một số hình minh họa cho cái bức tranh hôm nay của chúng ta. Chúng ta vẽ thành tranh và sau đó chúng ta có thể là không vẽ thành tranh, chúng ta chỉ cần vẽ những con vật. Và sau đó chúng ta sẽ cắt dán qua một cái tờ giấy nền. Nếu không có giấy thủ công thì các em có thể là vẽ màu để tạo thành sóng nước. Và đây là một số tranh vẽ tham khảo. Chúng ta thì nhìn hình con cá voi thấy rất là dễ thương, hình con rùa cũng rất là dễ thương, con cá heo, con cá voi. Nó không có phải là màu hồng nhưng mà chúng ta cũng có thể là vẽ màu hồng. Con rùa không phải là màu tím nhưng mà chúng ta thích chúng ta cũng cho màu tím. Về màu sắc là tự do nên khi vẽ bài các em nhớ lưu ý làm cho bức tranh của mình thêm rực rỡ và sinh động lên nhé. Sau khi tạo xong bức tranh 3D thì em hãy chia sẻ cảm nhận của mình với những người thân yêu của mình nhé. Và qua cái bài học hôm nay, cô hy vọng tất cả các em sẽ có ý thức yêu mến thiên nhiên, giữ gìn và bảo vệ môi trường biển. Bởi vì bảo vệ môi trường biển, bảo vệ đại dương là bảo vệ môi trường sống của chúng ta. Cách thức nộp bài thì vẫn như cũ. Sau khi làm xong, em hãy nhờ phụ huynh chụp lại và gửi cho cô qua số điện thoại 0903 161813 trước ngày 21 tháng 1 này nhé. Chúc các em hoàn thành bài thật đẹp.